Đây, xin chào các bạn, mình vừa bắt được một con ốc sên ở ngoài nè. Đấy, bây giờ mình sẽ để đây. Chút xíu nữa sẽ mò cái đầu ra nha. Thôi, nó nhìn hàng dưa hấu còn thấy lạ nè. Nhớ lần đầu tiên thôi. Dơ cái kính. Chắc mình không đụng vô nó là nó sẽ thò cái đầu ra. Nó có hai cái con mắt nó thò ra nữa. Giáo nhìn đi. Xay nó, chút xíu nữa nó sẽ thò cái đầu ra nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ nó đang thò cái đầu ra ngoài nha. Đó, các bạn thấy nó thò cái đầu ơi. Đó, nó thò hai mắt ra nha. Các bạn thấy nó thò mắt ra chưa? Đó, nó đưa hai con mắt ra nó trộn kìa. Thấy con ốc xay. Pina né rồi để cho anh cánh cơ. Đó, các bạn thấy nó lò hai con đâu chưa? Sao đi bạn? Ơ, coi chừng nó thấy vậy đó. Ê, kìa, nó đang mò dần ra ngoài đó. Bà nó nghe mình nói được không bà? Không, nó chỉ có con mắt nó có thể nhìn được. Bye bye ốc sen đi. Bye bye ốc sen. Bye bye. Chúc ốc sen đi ngủ. Bye bye.
ngày mai mình sẽ mở bắt ốc sên ra chơi với ốc sên tiếp nha. Bye bye. Ok, bye bye. See you again. Remember. Click on my subscribe. Thank you.
Thank you.